Mình chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Nhất Phú. Thì đầu video thì anh xin gửi lời chúc khỏe tới anh chị cô chú, cũng như là rất là chào mừng quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh, cũng như là quý vị xem kênh lần đầu. Thì quý vị có thể là để lại một subscribe kênh để có thể là theo dõi những video mới nhất trên kênh Nhất Phú. Dạo đây thì em cũng ít đi quay video được, nhưng mà tiện đi vào cái chỗ khu bán đồ gia dụng. Đồ đây thì nó ở khu đất rất là lớn bao la rồi, to lắm. Em tiện em quay mấy cái nồi cơm, quý vị anh chị cô chú cùng xem. Nhiều anh chị cô chú có dặn là đi quay mấy nồi cơm đời mới, thì em tiện em quay quý vị anh chị cô chú coi luôn. Đầu tiên đây là nồi thường này, hai cái nồi này là nồi thường, hai cái này là nồi thường của Yuzuki con voi ấy. Yuzuki này thì bên Japan quý vị. Cái nồi trong là dày 2,5 mm là quảng cáo đây này. Cái này thì là nồi nồi này là 18, thì là 1,8 lít này, giá là rẻ thế, giá chưa đầy 3 triệu, tầm hơn 2 triệu, 2 triệu 5, 2 triệu 6 vậy thôi đối với giờ thời điểm giá hiện tại. Mã nó NLDA218 này, quý vị có quan tâm một chục loại mã này em sẽ lấy hàng này cho dễ. Đấy thì bên trong quý vị đây, nó rất là dày 2,5 mm, 1,8 đủ cho 46 người ăn thoải mái, 1,25 năm tại Nhật. Đây này, cái này là đồ để trưng bày thôi, còn đồ mới khác thì nó ở dưới này nhiều này. Đấy. Đấy. Mua thì họ lấy hàng này cho mình. Đây là một nồi 1 lít thì có giá. Nồi này thì cái thành nồi cũng dài 2,5 mm luôn. Rồi này thì 3 đến 4 người ăn này. 3 người ăn một gia đình nhỏ nhỏ thì ăn được, nhưng nhiều người thì không ăn được, nó không đủ chứa. Mỗi 10 thì sẽ ghi là 1 lít, con này 18 sẽ là 1,8 lít, 5,5 gỗ, 2,5 là tương đương là 10. Cái này thì 1,8 nó ghê luôn, thường thường nó sẽ 1.0 thì là 18, còn 5.5 này này. 10 thì nó sẽ là 1,8 lít, còn 5.5 sẽ là 1 lít. Giá là 2 triệu một trắng, vị một trắng này rất là rẻ nhất rồi đó. Em mua nồi thì thường em không quan tâm đến màu lắm, vì cứ chất lượng và giá hợp lý là được. Đây một số Yuzuki khác, nồi con tần quý vị, ý hát này. Con tần thì khá đắt hơn chút, 3,5 triệu. Con này nó 0,3 lít, nó nhỏ, nó thì 1 người ăn, 1,5 người ăn thì được, 1 người khỏe ăn là vừa. Con này thì nồi nửa lít này, cũng là hai nồi nửa lít này, thì có giá là cựu có con này Yuzuki màu đen thì nó sao rẻ hơn nhỉ, cái mã khác nhau chứ không phải là cùng quý vị nhé. 05BA, 05XT, 05 nửa lít này. Giá là tầm trên 3 triệu, con này thì tầm 3 triệu 7 gì đó. Nhưng mà Yuzuki là made in Japan này quý vị, hàng quảng cáo. Đây thì thường nồi thường sao lạc vào đây 2 triệu, con này giống con bên kia đời khác chút thôi, không quay nữa. Đây là mấy con tần áp suất này, đấy, nồi con tần áp suất thì giá nó cũng rất là rẻ đấy quý vị. Đây thì nồi 1 lít có tần áp suất của thằng Arizohama. Arizohama là một cái hãng thương hiệu của Nhật, sản xuất thì ở China thôi, nhưng mà hãng này là một hãng bây giờ được dùng rất phổ biến tại Nhật. Cái lòng nồi rất là dày, không ghi chi tiết là dày 2,5 mm, nhưng mà em so với con bên kia thì em dùng tương đương ấy. Nồi là 1 lít có công suất là 1230W, giá nó thì 4 triệu một chút chưa cước. Cước là một cái nồi này nó cao tần áp suất rất là nặng, vì cái đồng nó rất là nhiều để chạy được cái cao tần, cái áp suất cao thì cái đồng dài nó nhiều nó nặng. Một cái nồi này tương đương 6 cân gì đó chưa hộp, nhưng mà em gửi nồi nhiều rồi nên là em cũng các cái nồi nó tương đương cái khối lượng như nhau. Con này là một nồi, con này là nửa lít, nửa lít thì nó giá cũng gần 4 triệu, 3 triệu 7 gì đó cao tần áp suất. Nồi cơm có tam xuất quý vị nhé. Đây này cũng hơi ít, mà khác giá 4 triệu 1 lít.
cam tần và áo sát. Bên trong thì rất là đẹp. Màu rất là đẹp, con này màu rất là độc. Hai con này màu rất độc, con này thì size bé hơn thôi. Con này nửa lít, con này 1 lít. Giá con 1 lít thì là gần 4 triệu, còn con nửa lít thì là 3 triệu. Đây là con voi, cao tần áp suất của con voi này. NPZU 18TD nhé quý vị. Con này thì nó 5 triệu rưỡi chứ ạ. 5 triệu rưỡi là chưa cước nha quý vị nhé. Cao tần áp suất, cước là nó giờ 1 triệu đó. Thì cái nồi này nó có thể giữ ấm trong vòng 30 tiếng. Nồi công nghệ các bạn cắt điện đi rồi và không không để chế độ nấu, để chế độ giữ ấm, bảo ôn. Ôn ở tiếng Việt mình thì là giữ ấm thì nó sẽ cơm sẽ ngon trong vòng 30 tiếng tiếp theo, không bị ôi thiêu. Con này thì là ZU10TD này. Giá 5 triệu rưỡi. Gần 5 triệu rưỡi đó, một giá một nồi 1 lít. Cái này là 1 lít 8, con này là 1 lít. Con này cũng 1 lít 8 mà nó quảng cáo này, hàng khuyến mại này, khuyến khích mua này. Giá là tầm 3 triệu 8 đó, rất là rẻ. Nồi này là nồi cao tần thôi. Nồi tần GCU IH này, con này là có IH này, con này có áp suất, nó ghi chữ áp và chữ lực. Áp lực. Cái này là IH là cao tần bình thường này, quý vị cũng biết rồi này. Con này là 1 lít giá tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 đó này. Rẻ thật. Cao tần áp suất này. Mã này nó khác nhau một chút, 18TD thưa quý vị. Thì nó chênh lệch nhau một xíu. Ở đây. Bên này em ngắt quãng chút sang bên này. Đây là Iris Yohama này. Cũng là một cái nồi cao tần. Giá đắt này, gần 6 triệu bạc. Cái này nó có bảng điều khiển cái mặt trên này rất là nhiều chức năng mà màn hình nó to hơn những cái thằng khác. Ở đây, đây là một cái nồi thường. Mà trước có một cái anh nhờ em mua, nhưng mà trước em đi tìm không ra. Mà đợt này em lại tìm thấy đấy, vô tình thấy. Đây cái nồi này nó mất in hay nó sản xuất 2020 này. Sản xuất tại China này, không có sản xuất tại Nhật nữa đâu quý vị nhé. Đây là một cái nồi của hãng Gojirushi. Cái nồi đời cũ này. Thầy TIACX18 1 lít 8 này. Đấy, trước có anh gì anh tìm bọn em tìm không ra, sau đợt này tìm ra luôn. Vô tình thấy giá là chỉ tầm hơn 2 triệu thôi. Mà cái nồi này nó cũng nhẹ. Đấy, cái này thì Việt Nam nó tầm chưa đầy 2 triệu mấy rồi, 2 triệu mấy, dưới 3 triệu. Đấy thôi. Đấy thì đây là một cơm, rồi chỗ này là cái hộp đựng cơm giữ ấm để đưa đi làm thứ đựng canh này. Giá không đắt, trên triệu hết. Còn sang qua bên này thì là mấy cái lò vi sóng với bằng điện có nút ấn nút vặn cao áp và cao nướng. Loại này thì nó công suất nó cao thì nó nướng khỏe, gà khỏe như bỏ vào sống luôn á. Đấy thì bên kia là rau cậu râu thứ brown rồi gì đó. Bên này thêm brown trông nhiều, quý vị thấy được trước mặt. Đấy, còn đầu này thì mấy cái lò sưởi dầu bên này người ta dùng như Việt Nam mình thì không cần. Đấy, bên kia là mấy cái lọc không khí. Đây khu này rất là rộng, đội màu la luôn, mắt ngát luôn. Bên này bên gà này. Gà rất đắt, là hàng mới tên 5 triệu cả quý vị nhé. Còn hàng bãi thì rẻ, bãi tùy gái rẻ. Đây là bình nước Sito. Đây đồ gia dụng bếp này. Đấy, thì em xin chấm dứt video tại đây. Ở đây này có chảo, nhiều anh cũng hay hỏi chảo nào em quay. Bình nước sôi á. Đấy, em xin chấm dứt video ở đây. Em xin chào hẹn bạn trong video sau.